Hello, chào tất cả anh em đã đến với kênh của Bởi Kinh TV các anh em. Hôm nay không có thời gian ra clip anh mà là lý do là hôm nay tình hình mưa bão nè. Anh em mình thấy nước về ở Cồn Cò Ma của anh nè các bạn. Bữa nay là ngập luôn cái bãi chuồi nha các bạn. Đó, ngập luôn cái bãi chuồi ngay nè. Đó, bữa hổm thì có hai tuần trước mới đi bão trên số 3 ở trên Trung á. Thì hai tuần trước thì em về còn quay mấy cái cảnh mập mẹ nữa đây nó chưa cho rồi giờ nó ngập tới đây các bạn. À, giờ là nhất chiều nữa cả nhà. À, chiều em bé nước đổ xuống nãy trời nó có bắp này bữa đó em có quay nè. À, bữa nay thì nó ngập luôn cả nhà, nó trên đó thì nó ngập hết luôn rồi. À, lát anh vòng lên nãy bữa đó có thời gian gì quay được thấy được hai đám mớ đó nha, xíu gì hai đám mớ chảnh đang đập đơi cả nhà. Bây giờ mình tham khảo nè, nít thì chịu xuống nãy chơi nè, cho cả nhà mình tham khảo khu vực Cồn Cò Ma của em hiện tại là chỉ có hai đám mớ ở trên đó là trồng vụ lõi nha mày. Rồi để em lên trển em quay cho cả nhà xem ha. Nước nè, rồi ấy bên đây người ta đang trồng cải nữa nè anh em. Ở cả nhà mình đang đây hai đám mớ trên đây nè, hai đám mớ vụ lõi nè, mà hôm nay em không có ít cái gì còn mình quay á nên là không có ai quay cho cả nhà xem. Anh mới này hôm nay anh trồng cũng lâu mà trồng à, đám 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 mớt này trồng khoảng tháng mấy anh nhớ không anh? Tháng năm hả? Đó, đám mớt này là trồng từ được tháng năm rồi, vụ lõi đó cả nhà, mà giờ ta ăn tới giờ nè. Đó, cũng có bắt đầu rồi ha, nhưng mà ta ăn bùng bùng năm năm hả? Ừ, đầu tháng 5 nha, đầu tháng 5 âm lịch nha, để tính tới hiện tại giờ đó là 3 tháng 20 ngày đó. Rồi đó, vàng ớt, vàng ớt đây cả nhà đó. À, trồng 3 tháng mấy đó các bạn mà vẫn có bắt đầu nha đó. Vì đám ở trên nữa đó, cho nên mình tham khảo khu vực Cồn Cò Ma hôm nay thì không có về ha, bữa nay về chiều, buổi này buổi chiều các bạn. Nước thì ngập tới bơ nước lên gầm tháng 8 này cả nhà. Hiện tại là hôm nay là đang trồng cải xanh, cải bẹ, cải mần dưa muối cả nhà. Còn bên đây thì ớt trồng từ tháng 5 tới giờ. Dạ, ớt thì cũng còn trái cũng im lắm cả nhà, này chắc mới bẻ ngang qua quá. Đó, đó này ớt thì mới bẻ ngang qua cả nhà. Đó, dạ, ớt còn thấy cũng im nè. Anh em mình tham khảo ha. Đây là vừa trồng cải mà vừa trồng cà luôn các bạn, cà tím luôn nè cả nhà, hàng cà tím đó nè. Đây một hàng cà tím, ôi con nhái, một hàng cà tím với một hàng hai hàng cải, ba hàng cải nha các bạn. Đó là trồng xen canh luôn nè. Đó mà hiện tại giờ nước tới đó đó cả nhà mình cũng thấy rồi đó. Đó, nước gặp cái bậy này nè. Đó, thì ớt thì mà đây người ta cũng không có đắp đâu, nước này ngập lên thì cũng không bỏ luôn, không đắp. Còn trên kia thì ngoài dách ngoài thì ta đang đắp nha các bạn. Đó, đây ớt đây. Tính là trồng ruộng nghịch đó. Nghịch tới giờ đó mà. Anh em mình có muốn xem tham khảo thì xem. Này, hôm nay thì không, lý do là không có thời gian về các bạn, không có rảnh đi ra quay, em về là gì rồi rất chiều không à. Nhưng mà muốn có thời gian quay cũng rất khó cho anh em mình xem. Chủ yếu làm những video ngắn chơi chơi thôi để níu kéo giả lại giữ chân giả để xem ủng hộ kênh của mình đó. Giờ bữa nay thấy nước nôi là về nè, nước là có nước nè, nên là về cũng ra đồng quay cho anh em mình xem. Anh em mình còn nổi miếng về ớt đó. Rồi thì trên cái đồng dưới này thì người ta đã bỏ rồi các bạn, thì nước qua con nước này người ta mới dọn đất rồi người ta làm đó, thì mình cũng
ở trên thì người ta chọn đất rồi, chọn trên mà vách đất của anh Chiến đó cả nhà, người ta chọn đất hết rồi đó. Thì cũng có người chuẩn bị đặt các bạn, nên mà mưa nước này chắc người ta hỏi lại các bạn. Thì ở đây người ta trồng trước, người ta ăn từ trồng mùa nghịch tháng 5 đó, nên là người ta đã ăn được một khúc rồi đó. Nên là đây trái này nè, cũng 3 tháng rồi, anh kia nói là gần khoảng tháng 5, bây giờ cũng tháng 8 rồi, nên là cũng 2 3 tháng mấy rồi cả nhà, nên dần trái cũng còn được im lắm nè. Em thấy nè, này đó thì chòm đó, thì chòm nào bắt đầu chòm nào trái trái ngay nè. Chiều thì nói chung là cũng rảnh rỗi nên là xin ông nội đi ra quay, không biết có ai ruột chữ quýnh không. Tại vì nhiều khi quay á, em quay thì số người ta cho, số người ta không, nên là đưa chắc chiều người ta về không dám đi quay mà. Đây ớt này bạc từ vàng đậu hết nè, thì mình sẽ ra đầu ngoài nó vậy, hút nước ngoài nữa bạn. Thì cái trên vùng đất của anh Chiến thì khó, ngày nay em cũng thấy người ta đang trồng được, để chút xíu gì sớm em sẽ quay cho cái nhà xem ha. Còn cái đám ớt trên cái vách chỗ mà canh nông công này đứng đứng nè, đó là ông đang canh để đắp đê rút nước các bạn, mà em không dám mà đặng hỏi. Để hỏi nhiều khi người ta không có ý, người ta không cho quay mình cũng thấy khó đó các bạn, nên là thôi mình né né đi nó dễ nó. Chứ chòm nào xanh thì trái còn im đúng không bạn, chòm nào vàng thì trái ít thì không nói đi. Này, nói chung là ớt thì hiện tại còn năm nay chắc cũng ít các bạn, không có nhiều đâu, nên là cũng em thì cũng chỉ tập tành quay hơi hơi chơi chơi cho cả nhà xem thôi. Ớt thì trồng thì cũng mấy tháng rồi nên ăn là cũng hết trái rồi. Để lát em lên trên kia em quay sương sương cái nhà ớt đắt luôn lên trồng cho nó cái nhà mình xem. Giờ quay vòng vòng rồi nó đó là cái đường cộng quay đường máy chùi á, chùi tiến cư đó đó. Vậy đây quay cho cả nhà mình xem một khúc của mình. Cái vườn ớt trên kia thì còn im, ta đang giữ lại. Đây thì ở đây thì nước, đây nước ngập cái ruộng cải luôn nè, chen lên kêu nè. Còn trên đây thì ớt nè, ớt thì đó thì ta đang treo đèn nè để người ta canh rút nước các bạn, cho cả nhà mình xem cho thôi ha. Có nhà ớt thì chỗ nào cũng trái cũng còn im lắm nè, đó. Anh em mình cả nhà mình tham khảo ha. Thôi video quay sơ sơ những cái đám ớt vụn ớt đây thì khu vực Cồn Dầu Ma có 2 đám ớt trong vụ lỡ nha các bạn, kia vụ đám nữa mà cây xương xương đám này cho cả nhà xem. Nếu quay lên trên kia được thì quay, nếu được thì tam cho thì em mới rút cả nhà. Thôi chào cả nhà nha, cả nhà xem vụn ớt đang dòng đó. Đó thì cũng còn im lắm các bạn, này nữa cả nhà, này cũng còn im lắm nè. Thì đây là con cũng về vụ đó, nước cũng đang ngập, thì đi vòng vòng cho nhà xem thôi chứ giờ tối hù à. Em đang bật đèn led em đi quay luôn á, giờ không có thời gian. Ok, thì cũng mấy công đó các bạn, mình chia sẻ cho các bạn đám nước trên đám dưới nha. Ở trên đây thì của anh cháu chạy nó cũng có đám nhỏ nữa các bạn, thì đây người ta đã thu hoạch được mấy mồ mấy mấy cử rồi. Thì ở đây thì đang nước ngập lên tới nha, bên đây thì mới trồng, đây mới trồng lên rồi cả nhà. Đây đây mới mới trồng lên đó. Thì nó cũng bị mưa hôm dài nữa nha, bị những cái bệnh ha,
Đó. Thì ở đây thì cũng gắn hàng phun rồi, đó, đây đắp rồi. Rồi ớt này lên nước thì chắc chúng ta không có giữ ớt này nữa đâu. Còn nhiều dữ như đó này. Ớt này thì nó cũng không được quá quéo đâu, mưa quá mưa. Đây là ớt nhỏ, cũng ớt leo, cũng ớt lớn, ta đã thu hoạch rồi. Mình nhầm cho cả nhà mình xem cũng tối hù rồi, chắc là xong kết thúc clip này em cũng về luôn các bạn. Bên này thì cũng nước, bên kia cũng nước luôn nữa các bạn, bên nào cũng nước hết rồi. Đây nghe nè, nó nhỏ nè. Rồi mình đây cho xem thảo là nó nhà ở trên nè, góc đèn quay đèn led cho cái nhà mình xem luôn. Hay xong em sẽ lên Thường Phước nữa các bạn ơi. Đằng trái còn rất là im nữa nha, nó nhìn nhận nó rất là trúng luôn các bạn, bịch luôn ớt trồng ngu nghịch mà gì là ok lắm các nhà. Đó, không có thời gian quay nên là ra quay gì rất tối cho anh em mình xem nha, anh em thông cảm nha anh em. Anh em mình ở đây và đây đang đắp đê nha anh em. Anh đang đắp đê đây luôn, trái nè, trái này nè, ồ trái này các bạn, ghê không, thấy quá trái à. Nước thì lên tới mé các bạn, dùng ớt thì cũng còn ngon quá mà nước ngập uổng quá, nước tới đây nè các bạn. Đang đắp đê đây nè, đây đây đó, cũng chuẩn bị máy móc cũng rút ra đấy bạn. Cái nước này nhìn còn ngon quá các bạn, im quá. Nước này đang giữ nha các bạn, giữ cái đời là giống năm trước nữa các bạn. Nước lên tháng 9, tháng 8 này nè. Thì quay sơ lược cho bạn xem thôi, giờ tối rồi, cũng xin phép mình tạm ngừng video đây các bạn. Cái vòng vòng tối chắc các bạn thấy cũng không rõ đâu, nên là cũng bữa nào sáng sáng về quay cho cả nhà xem nha. Rồi, cho cả nhà mình xem sơ sơ thôi nha. Có gì anh em mình comment bên dưới đi, có gì em sẽ về em quay tiếp cho cả nhà xem ở của anh em thế nào rồi, ở khu vực của anh em như thế nào ha. Cái khu vực này thì nước đang vậy đó các bạn. Rồi video đến đây hết nha anh em, chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo nha, bye bye.